Sự lo lắng bất an vì một lần đổ vỡ. Mình cũng đã trải qua cảm giác như vậy rồi nên đâm ra cuộc sống của mình rất là bất an, bị ám ảnh, con rất là sợ hãi, cũng hay ghen lung tung, hay suy nghĩ lung tung. Vợ em thì hay kiểm soát điện thoại, khi mà em ngủ thì vẫn thức để kiểm soát điện thoại của em. Thì vô tình con thấy có một cái người cô gái khác giới nhắn tin, máu điên con lên, cái con làm lớn chuyện. Và sự mệt mỏi của người chồng. Vợ em thì càng ngày càng hay ghen hơn, cứ sau một ngày làm việc về vui vẻ xong lại tại sáng hôm sau lại dặn cứ kiếm chuyện dặn em suốt. Em cảm thấy hơi bực và khó chịu thật. Liệu họ có thấu hiểu để cùng vượt qua? Hãy đón xem chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo trong tập phát sóng tiếp theo.